Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức thể thao trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 7, xuất phát từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức lên đường đi New Zealand tham dự World Cup nữ 2023. Với bộ đồng phục thật đẹp và sang trọng, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung tràn đầy tự tin đi dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử toàn đội gồm 23 tuyển thủ đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài làm thủ tục lên đường dự vòng chung kết World Cup 2023 và bắt đầu hành trình vào 12 giờ 35 phút. Được biết, trạng bay của tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu từ Hà Nội và quá cảnh tại Singapore để đến New Zealand bằng chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines. Chuyến bay sẽ kéo dài gần 20 tiếng và dự kiến toàn đội sẽ đến nơi vào sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trước khi lên máy bay, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ đây là chuyến đi đặc biệt không chỉ với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn là với cả cá nhân tôi. Thật sự, đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và nền bóng đa nữ Việt Nam nói riêng. Trước khi đi, bà nhà tôi đã dặn dò, tới nơi tôi cũng sẽ gọi điện về để cả nhà yên tâm. Chúng tôi đã sang New Zealand hồi tháng 10 năm ngoái để đi khảo sát, nhưng lần này rất hồi hộp vì toàn đội sẽ thi đấu ở vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Tại giải đấu, chúng tôi sẽ được cất tiếng hát quốc ca ngay tại nước bạn, ở đấu trường thế giới. Trong khi đó, họ đã tảng nơi hàng phòng ngự tuyển nữ, Trương Thị Kiều có phần lo lắng. Cô cho biết, sắp tới đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ và Hà Lan rất mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ ở mức trung bình. Tôi chẳng chọc phải đối phó thế nào với đội tuyển Mỹ và Hà Lan. Thực sự, tôi suy nghĩ nhiều. Đêm qua, tôi cũng hơi mất ngủ vì lo đồ đạc cá nhân. Thời tiết cũng sẽ là một vấn đề. Hiện tại ở Việt Nam khá nóng, nhưng sang bên kia, thời tiết lại quá lạnh. Với cầu thủ bị chấn thương, thì sẽ gặp khó khăn. Qua lời chia sẻ của Trương Thị Kiều, chúng ta hiểu được tinh thần quyết tâm của cô tại giải lần này, dù cho trung vệ này mới trở lại sau chấn thương nặng. Trương Thị Kiều là trung vệ quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của bóng đá nữ Việt Nam những năm qua. Nhưng hiện tại, cô phải chạy đua với thời gian để có thể bình phục hoàn toàn và thi đấu tại World Cup do phẫu thuật điều trị dây chằng hai đầu gối hồi tháng 8 năm ngoái trái ngược, đội trưởng Huỳnh Như lại tràn đầy sự tự tin. Trả lời với báo chí, tiền đạo 34 tuổi chia sẻ xúc động: "Lần này sang New Zealand, tôi mang nhiều hành trang, nhưng điều đặc biệt nhất với tôi là được mang theo trái tim của mọi người dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Mỗi lần tập trung, tôi đều mang đeo loa để bật nhạc cho toàn đội. Còn chiếc khăn rằn đeo quanh cổ, tôi đã mang theo nó kể từ khi sang Bồ Đào Nha. Hôm nay, toàn đội mặc bộ siêu lịch lãm, tôi thấy mọi người rất hào hứng với bộ đồ này." huỳnh như là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển tiền đạo người trà vinh chính là niềm hy vọng lớn của việt nam trong năm qua huỳnh như đã đạt bước tiến lớn trong sự nghiệp khi sang bồ đào nha thi đấu cho lành được tôi luyện ở niềm bóng đá lớn và va chạm với nhiều cầu thủ đẳng cấp huỳnh như có nói thêm world cup là giấc mơ không chỉ của cô mà còn của toàn đội của cả cầu thủ nam và người hâm mộ vì vậy toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo theo chia sẻ hành trang của đội tuyển nữ Việt Nam tới vòng chung kết bóng đá nữ thế giới là 56 kiện hành lý, với gần 20 kiện là các trang thiết bị tập luyện và y tế để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho toàn đội trong hành trình lịch sử này. Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Regent thuộc thành phố Auckland. Đây là một khách sạn có chất lượng 4 đến 4,5 sao với phòng tập gym trong khách sạn. Nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, khách sạn vận động quốc gia New Zealand, Eden Park nơi diễn ra trận giao quân gặp đội tuyển nữ Mỹ khoảng 5 km, 15 phút di chuyển và cách sân tập Fred Taylor Park 20 phút. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 tuần chuẩn bị, làm quen với điều kiện thời tiết và khí hậu tại New Zealand. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có 2 trận giao hữu với chủ nhà vào ngày 10 tháng 7 và Tây Ban Nha 14 tháng 7. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao quân gặp tuyển Mỹ ngày 22 tháng 7 và lần lượt gặp Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 Hà Lan ngày 1 tháng 8. Trước đó một ngày, ngày 4 tháng 7, lễ xuất quân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup 2023 đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, cách đây hơn một năm, vượt qua thử thách khó khăn vì đại dịch, đội tuyển nữ đã mang về tấm vé dự World Cup quý giá. Cùng với hai chức vô địch SEA Games 31, 32 và còn nhiều thành tích khác, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy tâm thế, tiềm lực lớn hơn rất nhiều. Thứ trưởng khẳng định, đứng trước giải đấu lớn, danh giá nhất thế giới, nhân dân và người hâm mộ cả nước tiếp tục kỳ vọng vào đội tuyển nữ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa để đội tuyển nữ được chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, nhất là việc phải thích nghi với khí hậu, thời tiết ở New Zealand. Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng dù gặp các đối thủ mạnh, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam cũng sẽ thi đấu tự tin, vượt qua chính mình. Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định, sau khi đội tuyển Futsal lọt vào vòng chung kết FIFA Futsal World Cup và U20 Việt Nam lọt vào chung kết U10 World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành quyền tham dự World Cup nữ 2023 diễn ra tại New Zealand và Australia từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Đây là thành tích có ý nghĩa lịch sử của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Tham dự lễ xuất quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trong giải đấu sắp tới như sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc ca Việt Nam vang lên ở sân chơi thế giới. Bóng đá nữ Việt Nam chờ đợi điều này từ lâu. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ của lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành và sự ủng hộ của người hâm mộ. Toàn đội xin hứa đoàn kết và thi đấu quyết tâm ở World Cup đồng hành cùng lễ xuất quân của Liên đoàn đá Việt Nam, nhà tài trợ Asia Cup đã gửi tới đội tuyển món quà của Vũ số tiền 1 tỷ đồng cùng một năm sử dụng sản phẩm nhằm khích lệ, động viên cũng như thể hiện sự trân trọng đến những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của các thành viên và ban huấn luyện đã mang lại những thành tích đáng khâm phục và là niềm tự hào cho nền thể thao Việt Nam. Cũng trong ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên toàn đội trước chiến dịch lịch sử. Tại cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ khích lệ tinh thần đội tuyển và mong toàn đội đoàn kết, vượt khó, đạt kết quả tốt nhất trong từng trận và cả giải đấu vì màu cờ sắc áo tổ quốc, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ nước nhà, bạn bè và khán giả thế giới. Thủ tướng gọi đội tuyển là những cô gái kim cương và ông Trung là huấn luyện viên kim cương. Người đứng đầu chính phủ đánh giá, vì Việt Nam dự World Cup 2023, nơi góp mặt của 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới, thực sự là thành tích nổi bật, dấu mốc quan trọng góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng và thành tích quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tinh thần thể thao cao thượng, vượt lên và chiến thắng chính mình. Cuối cùng, ông chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu hết mình, có chiến thuật phù hợp và tinh thần cao thượng ở World Cup nữ 2023. Hành trình sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn vô cùng khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần thoải mái và sự cổ vũ tuyệt vời của hàng triệu cổ động viên từ quê nhà, chắc chắn sẽ tạo nguồn động lực lớn để tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công. Hãy cùng nhau theo dõi hành trình lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong những số thể thao tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thể thao trên kênh youtube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!